Trà thanh nhiệt đốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Anh muốn nói yêu em rất nhiều. Rồi, được rồi. Đó là chìa khóa nha. Không ngờ đến một ngày em được ngồi cạnh chị Trà mà được chị Trà chỉ cho em hát như thế. Cái lúc mà đi thi chương trình này, em cũng nghĩ là chương trình này sẽ giống những chương trình thi hát khác. Sau khi vào đây em mới thấy bất ngờ. Đi học em bị các bạn trêu. Các bạn cũng gọi em là BD. Thì em hồi đấy em cũng không hiểu là gì. Xong rồi sau này lớn lên thì em hiểu. Nhiều người bảo em là không thể làm ca sĩ được. Cái lúc mà em đi báo, em đi thi, em đi vào trong này em thi audition. Thì bảo em là tao không hy vọng gì vào mày. Em mày đi thi thì tao còn hy vọng. Chứ mày đi thi thì mày không làm ca sĩ. Tại vì em luôn luôn bị so sánh với em. Em nghịch hơn em không ngoan bằng em học không tốt bằng em từ bé đến giờ ngoài hát em không biết làm cái gì. Bây giờ em cũng bảo em không bằng em. Nên là em chỉ chứng minh cho mọi người thấy là mọi người sai. Và chúng ta hãy cùng đến với thí sinh tiếp theo của sàn vật lộn, xin mời Khánh Long. Và bây giờ Gil sẽ nói thêm một luật chính thức của vòng thi này. Bây giờ nghe luật ai cũng giật mình nữa ta. Và ngày hôm nay, ba vị Eras sẽ không nhận xét phần trình diễn của bạn, mà bạn phải chọn ra một vị Eras để thuyết phục, và vị Eras đó sẽ phản biện lại phần thuyết phục của bạn. Ai là người mà Khánh Long sẽ gửi gắm lòng tin của mình? Em xin phép được chọn chị Hương Trảo ạ. Giữa bóng đêm, anh chưa thể ngủ được. Còn bây giờ thì sẽ là một phút để thuyết phục vị Eras Hương Tràm mà bạn đã lựa chọn. Và một phút của bạn bắt đầu. Em là một người không phải là ở trong một trường được đào tạo thanh nhạc. Tất cả mọi thứ của em là em xem những cái gì em thích và em học những cái thứ đó. Nhưng mà em biết cái yếu điểm của em hát đang bị cũ, cách nhả chữ của em cũng cũ. Thì em về em tự hát và em cũng tự xem những cái mà mình đã hát, thì em thấy nó vẫn rất là đang bị thô và nó bị bắn hết cả ra ngoài ạ. Em chưa biết tiết chế những cái mà em có và em chưa có thể làm nó thành những cái gì tinh tế nhất. Nếu mà em được qua vòng này thì em
À, em chuyên hát những dòng nhạc chậm, ballad. Và em muốn là một người có thể hát được nhiều dòng nhạc mới hơn, ví dụ như R&B. Cũng có thể là em muốn em học thêm rap để em có thể làm được những cái thứ mà em rất muốn làm. Xin cảm ơn sự chân thành của Khánh Long. Nhưng mà chúng ta đã hết một phút rồi. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya, dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut, mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh, tươi tắn The Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Xin mời Hương chào ạ. Tại sao em biết là cách hát của em cũ, cách nhả chữ của em cũ, nhưng mà đến vòng 3 rồi em vừa nói phản biện xong mà em vừa biết lỗi lầm của mình, nhưng em vẫn luyến quãng 2. Hey yeah, oh oh. Thì bao giờ em mới làm sao chị tin em được? Em sẽ làm bằng hành động chứ em không muốn nói, tại vì nếu mà nói ra thì ít người tin lắm ạ. Chỉ có hành động của mình người ta nhìn vào và người ta cảm thấy là mình đã, người ta không đặt nhầm niềm tin vào mình làm được thì lúc đấy mới là thành công. Còn nói bây giờ thì nó cũng vẫn mông lung đúng không ạ? Chị đã kết thúc phần phản biện của mình. Xin cảm ơn Horace Hương Tràm và chúc mừng Khánh Long đã hoàn thành xong phần thi của mình. Bây giờ thì Khánh Long hãy quay trở về phòng chờ và chờ đợi kết quả. Hả?